Chào tất cả các bạn, ở clip ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một kiểu chơi disco mà chúng ta sử dụng các động tác nhanh theo móc kép mà các bạn hay thường gọi là quạt disco xoắn nhịp đó. Thì với cái điệu disco này chúng ta có thể ứng dụng cho cả nhịp 2-4 và nhịp 4-4 các bạn nhé. Thì ở đây tôi đem nhịp 4-4 ra để hướng dẫn, gồm 4 phách, gồm 4 con móc đen thì động tác nó thưa thớt, các bạn tập luyện nó sẽ dễ hơn. Thì với các cái cách chơi khác của điệu disco, tôi đã có video clip hướng dẫn một số kiểu chơi khác nhau của điệu disco. Các bạn nào chưa xem thì có thể tìm để xem lại. Các bạn chỉ cần gõ là hướng dẫn điệu disco toàn guitar thì sẽ ra các clip mà tôi đang hướng dẫn. Còn ở đây tôi hướng dẫn các bạn kiểu chơi mà chúng ta thường gọi là quạt xoắn nhịp. Kiểu chơi này khá vui nhộn và khá hay, cái cách tập cũng không khó lắm các bạn nhé. Thì như tôi đã nói, tôi hướng dẫn các bạn chơi trên cái nền nhịp 4-4. Nhịp 4-4 các bạn có 4 phách: 1, 2, 3, 4. Đúng ra thì chúng ta chơi tốc độ nhịp nó sẽ khá nhanh: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nhưng mà để dễ luyện tập, các bạn đưa cái tốc độ nhịp nó chậm lại, chúng ta dễ luyện tập. Mà khi chúng ta tập cái động tác nó được, nó ráp vào nhịp được, chúng ta tăng tốc lên sau các bạn nhé. Các bạn sẽ đưa 4 phách chậm thôi: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Chúng ta làm chậm vậy thì nó sẽ dễ chơi các bạn nhé. Và các động tác các bạn sẽ làm như sau. Trước tiên cái phách số 1 chúng ta sẽ giải quyết từng phách một các bạn nhé. Trước tiên cái phách số 1 nó là một nốt đen. Tất cả các phách đều là một nốt đen các bạn nhé. Thì cái phách số 1 một nốt đen thì trước tiên các bạn chia nó ra làm 4 nốt móc kép các bạn nhé. 4 nốt móc kép thì bằng một nốt đen. Thì các bạn sẽ có như sau. Các bạn chơi này, các bạn chụm tay vào ngón trỏ và ngón cái, các bạn chụm vào và các bạn gẩy bằng cái móng của ngón trỏ các bạn nhé. Đang giả sử đây là hàng dây đàn, các bạn dùng cái móng của ngón trỏ các bạn quạt lên quạt xuống. Thì chúng ta sẽ có như sau. Động tác số 1 là chúng ta bùm. Bùm các bạn nhé. Thì tôi làm một ký hiệu mũi tên đỏ đó và nó dài, dài xuống thì tức là các bạn dùng cái ngón trỏ này các bạn từ dây bát, ví dụ các bạn bấm hợp âm la thứ. Hợp âm la thứ các bạn biết rồi, hợp âm đô trưởng các bạn cũng biết rồi, hợp âm rê thứ. Ví dụ như hợp âm la thứ thì các bạn đánh từ dây số 5. 1 1 các bạn nhé. Bùm thì chúng ta đọc luôn là 1 đi, 1 là bùm. Ví dụ đô trưởng các bạn cũng bùm từ dây số 6. Ví dụ rê thứ đây thì các bạn bùm từ dây số 4. Từ dây số 4 bùm xuống các bạn nhé, bùm xuống đến hết tất cả các dây còn lại. Đấy, từ có nghĩa là chúng ta chơi từ bát chủ, chúng ta đánh xuống hết các dây còn lại. Các cái hợp âm mà có dây bass chủ nằm ở số 6, dây số 6, ví dụ như mi 7, mi trưởng, mi thứ gì thì bass chủ đều nằm dây số 6, thì chúng ta bùm từ dây bass số 6 thì nó dễ. Các bạn đỡ phải căn, nó dễ vào hơn là các bạn phải căn bùm từ dây số 5 hoặc dây số 4 thì nó khó hơn, nó đòi hỏi độ chính xác các bạn nhé. Đó thì sau khi động tác bùm là các bạn xuống rồi thì chúng ta có các động tác tiếp theo như sau này. Ba cái nốt móc kép tiếp theo, bùm là một nốt móc kép, chúng ta còn ba nốt móc kép nữa cho cái phách số 1 này. Thì các bạn sẽ đọc là và, tức là một và. Thì cái và này các bạn như nào, các bạn và là các bạn hất ngược lên nhẹ nhàng thôi các bạn nhé, hất ngược lên 3 giây 1 2 3 thôi, hoặc là 2 giây 1 2 cũng được. Sau đó chúng ta lại gảy xuống, chúng ta và tiếp lại là 3 giây chét. Sau đó chúng ta lại hất ngược lên là và tiếp. Tức là ba cái động tác và này chúng ta bắt đầu từ cái việc mà chúng ta hất ngược từ dưới lên. Chúng ta có và. Đó. Thì các bạn sẽ có cái phách số 1 này, chúng ta chia nó ra làm 4 động tác. Chúng ta sẽ có bùm, và. Đó. Bùm này, và. Đó là với la thứ. Và với đô trưởng chúng ta cũng bùm từ dây số 5, cũng bùm. Bùm, và. Rê thứ thì chúng ta bùm từ dây số 4. Bùm. Và các cái hợp âm mi 7 hoặc là son trưởng chúng ta bùm từ dây số 6. Bùm và. Và cái động tác số 2 là chúng ta sẽ chậm các bạn nhé. Chậm là chúng ta chậm như nào? Các bạn sau khi các bạn và rồi ấy, các bạn sẽ làm như sau này. Ngón tay các bạn vẫn giữ nguyên thế này các bạn nhé. Sau khi chúng ta bùm này, bùm và thì cái và số 3. Cái và số 3 này là chúng ta đang tay chúng ta vắt ngược lên. Hất ngược lên nữa, hất ngược lên 3 giây này. Thì chúng ta theo cái đà chúng ta hất lên, nó lên cao như này. Đó, thì
đến phách số 2 chúng ta đập xuống. Các bạn chú ý, chúng ta dùng cái phần ven của ngón cái để các bạn đập xuống này. Và đập làm sao để ngón trỏ này các bạn nhé, ngón trỏ này, cái móng ngón trỏ này nó phải xuống dưới cái dây, xuống dưới dây số 1, dây dưới cùng. Các bạn không đập thẳng ngón trỏ vào cái hàng dây này các bạn nhé. Dù chúng dây nào cũng không được, chúng ta đập làm sao chỉ ngón cái đập dây thôi. Còn ngón trỏ thì nó phải xuống bên dưới cái dây số 1, để lát nữa chúng ta còn gảy ngược lên. Đó, chúng ta đập vào này. Đó, thì cái ngón trỏ nó phải xuống dưới dây số 1, để sau khi đập xong chúng ta còn vẩy ngược lên. Đó. Thì cả cái phách số 1 và số 2 chúng ta sẽ có như sau này. Bùm và chập. Bùm và chập. Bùm và chập. Thì chúng ta không đọc bùm và chập, chúng ta cứ đọc 1 và 2 thôi. 1 và 2. 1 và 2. 1 và 2. 1 và 2. Cái động tác rất đơn giản, sau khi chúng ta hoàn thiện thì còn hai cái phách nữa là phách số 3 và phách số 4 là rất dễ. Thì với ba phách còn lại là phách 2, phách 3, phách 4 thì chúng ta chia đều các cái những cái phách này, nó là một nốt đen, chúng ta chia đều nó ra thành hai nốt móc đơn các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có 2 và 3 và 4 và đó. Thì các bạn rất là đơn giản thôi. Chúng ta có 1 và 2. Sau khi và 2 rồi thì chúng ta lại gạt ngược lên là chúng ta có và. Sau đó chúng ta lại gạt xuống là 3. Các bạn chú ý nhé, các cái mũi tên lên xuống thì tôi để rõ ngắn dài khác nhau ấy. Thì cái mũi tên ngắn tức là chúng ta chỉ gạt 3 dây dưới thôi. Khi nào mà gặp cái mũi tên dài, tức là chỉ có cái phách số 1 là mũi tên dài, chúng ta mới gạt từ dây bát. Các bạn nhé, còn cái mũi tên ngắn đó chúng ta chỉ gạt 3 dây dưới. Dù lên nó chỉ lên, mũi tên chỉ lên hay mũi tên chỉ xuống thì chúng ta cũng chỉ gạt 3 dây dưới thôi đối với các mũi tên ngắn này. Thì các bạn sẽ có và 3. Đó, và là lên, 3 là xuống. Sau đó các bạn và 4. Cái 4 này là chập, thì động tác chập y như động tác số 2 các bạn nhé. Đó, rất là dễ thôi. Thì các bạn sẽ có tổng thể cái động tác cả 4 phách như sau này. Tôi sẽ đếm chậm và các bạn quan sát thật kỹ các bạn nhé. 1 và 2 và 3 và 4 và 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 1 và 2 và 3 và 4 và. Các bạn chơi chậm rồi, các bạn tăng tốc lên thì nó sẽ như thế. Đây tôi chơi lại các bạn nhé. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và. Các bạn chơi chậm dần, rồi các bạn tăng tốc dần nó nhanh lên thì nó sẽ được. Ban đầu các bạn chưa tập được nhanh thì các bạn cứ chơi chậm, nó nhuyễn động tác các bạn nhé. Các bạn chú ý dậm nhịp, các bạn chuyển đổi các hợp âm, đổi hợp âm khi các bạn đừng vội vàng mà vừa đàn vừa hát. Các bạn cứ chơi, vừa chơi, tay phải chơi, tay trái chuyển hợp âm, khi nào nó thật nhuyễn mà các bạn không cần phải đếm thì khi đó chúng ta mới tập hát. Xin chúc các bạn thành công.